Sau khi bão Yagi đổ bộ, người dân Hà Nội bàng hoàng trước khung cảnh buổi sáng của thủ đô. Người dân Hà Nội thẫn thờ trước khung cảnh buổi sáng tại thủ đô sau khi trận bão mạnh nhất trong vòng 30 năm qua càn quét. Nhìn những con phố ngổn ngang cây đổ, hàng quán siêu vẹo, biển hiệu mái tôn, mảnh kính vỡ vung vãi, mới thấy sức tàn phá khủng khiếp của trận bão. Hà Nội đã huy động nhiều lực lượng, phương tiện, thiết bị cùng người dân khắc phục hậu quả do bão gây ra. Sáng ngày 9 tháng 9, Hà Nội chỉ còn mưa nhỏ, gió cũng đã lặng sau đêm cơn cuồng phong Yagi quần thảo. Nhiều tuyến phố vốn đẹp nổi tiếng ở Hà Nội như Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu bỗng tan hoang sau bão. Cây hai bên đường đổ gãy la liệt. Xót xa nhất là những cây cổ thụ gắn liền với nhiều di tích lịch sử như cây đa cổ thụ phía sau đền Bà Kiệu, khu vực vườn hoa Con Cóc, vườn hoa Hàng Đậu. Nhiều người dân sống lâu năm ở đây cho biết chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, các lực lượng tham gia khắc phục hậu quả bão số 3 trên địa bàn thành phố được yêu cầu khẩn trương thông tuyến tại các điểm ách tắc giao thông do có cây xanh gãy đổ trong ngày 8 tháng 9, để bảo đảm cho các hoạt động của tuần làm việc mới vào sáng 9 tháng 9 diễn ra bình thường. Với các cây xanh gãy đổ, lưu ý có những cây hàng trăm tuổi cần cố gắng giữ, trồng lại, đồng thời yêu cầu ngành điện khẩn trương khắc phục sự cố để phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân. Bão đã tan, nhưng dự báo Hà Nội sẽ có mưa nhiều trong những ngày tới do ảnh hưởng của bão. Nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của chính quyền và lực lượng chức năng trên địa bàn thủ đô là phải đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe của nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản trong bất kể tình huống nào. Thời gian tới, các cơ quan đơn vị liên quan của thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục khắc phục hậu quả bão số 3, đồng thời kịp thời ứng phó với các tình huống ngập úng do mưa lớn. Các bạn đừng quên để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.